Chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Thì cái phần mềm này chúng tôi có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ anh em dùng Samsung, iPhone hoặc là Oppo, chúng tôi đều có thể cài đặt được hết. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm. Đấy, thì lưu ý cho anh em, vì lý do bảo mật, chúng tôi không lộ phần mềm cho anh em. Đấy, thì anh em kết bạn Zalo 0924384647 thì chúng tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp phần mềm và cũng test trực tiếp cho anh em. Đấy, anh em nhé, thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Thì tôi sẽ dùng cái máy phần mềm này, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em thấy cái độ hiệu quả của phần mềm. Ok, tin nhắn đến này anh em này, anh em chú ý là lô 99 này anh em này. Đấy, nhân 1.000 điểm. Ví dụ nó không về 99 mà về con khác thì tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em. Đấy, nó về 59 thì mình sẽ sửa thành 59 anh em nhé. Đấy là tôi chỉnh sửa trực tiếp anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn sang máy này, rồi tôi sẽ ok lại và tôi để 1-2 phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy là con số thay đổi. Đấy, và thời gian nó không thay đổi anh em nhé. Đấy, ok, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn trực tiếp đến cái máy này. Đấy, em đợi một lát để tin nhắn đến anh em nhé. Ok, tin nhắn đến này anh em này. Đây anh em này, số đít 53 anh em nhé, chú ý số đít 53 lô 77 nhân 1.000 điểm đề 33. Đấy, rồi tôi sẽ ok lại này. Ok anh này. Đấy, em nhận được số này, được số này anh em này. Đấy, ok anh em nhận được số này. Đấy, thông thường chủ lô họ sẽ ok. Đấy, và gửi lại cho mình. Đấy, ok thì đây tôi sẽ để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, thì lưu ý cho anh em, vừa nãy tôi đã nói là vì lý do bảo mật chúng tôi không lộ phần mềm cho anh em. Thì anh em kết bạn Zalo vào số này thì chúng tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp phần mềm và test trực tiếp trên máy điện thoại của anh em. Thì chúng tôi có hai cơ sở ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc. Đấy, anh em nào trong khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở chúng tôi cài đặt phần mềm và test trực tiếp phần mềm. Đấy, theo ý muốn của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho bên trung tâm chúng tôi. Đấy, thì với anh em ở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào trực tiếp cơ sở, anh em test phần mềm và cài đặt phần mềm trực tiếp, cài đặt xong ok, đấy, anh em test ok anh em mới phải chuyển phí. Thì với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được, chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập máy của anh em và cài đặt trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, thì vừa rồi mình đã gửi một cái nội dung tin nhắn đến là lô 77 đề 33. Đấy, ví dụ nó không về 33 mà đề nó về 22 anh em nhé, thì mình sẽ sửa thành 22. Đấy, thì cái cách chỉnh sửa cực kỳ đơn giản, anh em vào phần mềm mà chúng tôi đã cài đặt trên máy của anh em áp cái số điện thoại của người muốn chỉnh sửa. Đấy, ví dụ đấy, ông A thì anh em áp cái số điện thoại của ông A vào, dưới là nó sẽ có mục nội dung. Ví dụ anh em đánh lô 33, lô 77 đề 33 như vừa nãy tôi đã gửi đó. Đấy, rồi anh em gửi cho họ, đến giờ kết quả mà nó không về 33 mà nó về 22 thì anh em vào lại phần mềm. Đấy, anh em sửa 33 thành 22 anh em nhé. Đấy, rồi anh em gửi lại cho họ thì bên máy của họ con số thay đổi, thời gian nó không thay đổi. Đấy, thì như cái video tôi test cho anh em này, thì vừa rồi mình đã gửi là lô 77 đề 33. Đấy, thì một lát sau tôi sẽ chỉnh sửa thành lô là đề, ví dụ nó về 22 này thì mình sẽ sửa thành 22 anh em nhé. Đấy. Đấy, thì đã qua 1-2 phút rồi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa này, tôi sẽ vào phần mềm. Thì khi tôi chỉnh sửa là lưu ý cho anh em, bên máy chủ lô nó không sáng đèn anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để CD một chút để cho anh em nhìn. Đấy, ok, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, anh em chú ý máy chủ lô này. Ok, thì tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở máy của chủ lô ra xem con số nó thay đổi không. Thì vừa nãy là tôi đánh đề 33 mà 33 nó không về, nó về 22 thì tôi sẽ chỉnh sửa đánh 22 anh em nhé. Đây anh em này, đấy, tôi đã chỉnh sửa đánh 22,
D77 tôi đã sửa thành 5 năm anh em nhé. Đấy, số điện thoại vẫn là đuôi đít 53 này. Thế anh em nào mà quên cái khúc ban đầu anh em tua lại để anh em xem cái nội dung chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, nội dung bắt đầu mình gửi cho họ là lô 77 D33. Đấy, mà 33 nó không về, nó về 22. Đấy, thì tôi đã sửa thành 22. Đít số điện thoại vẫn là 53 anh em nhé. Đấy, ok anh này. Đấy, ok. Đấy, vừa rồi tôi đã test trực tiếp cho anh em thấy cái độ hiệu quả và chính xác của phần mềm. Thế anh em có nhu cầu, anh em liên hệ trực tiếp 0924384 7. Chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất anh em nhé. Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem clip.